Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Mai Tuyền Audio. Hôm nay bên em về một số lượng đẩy, mỗi loại vài con, rất là đẹp, chất. Xin giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn và anh em audio toàn quốc Bắc và Nam những sản phẩm đẩy bãi cực kỳ chất bên em đã về. Thì hôm nay em làm một cái video này để giới thiệu cái sản phẩm hàng bên em hôm nay về nhé, có những mẫu gì, mẫu đầy gì, chất lượng ra sao và mạch class gì, thì mặt mũi như thế nào thì em sẽ nói chi tiết từng mẫu một nhé. Thì số lượng mẫu hôm nay nó về khoảng 7 mẫu anh em nhé. Thì em sẽ giới thiệu mẫu đầu tiên là cái mẫu HLXA 400 này nhá. Mẫu này chạy 2, 4, 6, 8, 16 sò LGV kép. Chạy nguồn bù áp. Nguồn bù áp 80V và 40V nhá. Chạy 6 tụ. 6 tụ em xem này. 6 tụ 6 tụ rất là to. Để em nhìn trong thông số là bao nhiêu. 6 tụ 10.000 63V nhá. 6 tụ 10.000 63V này, mạch class rất là chất lượng. Đấy, có mạch bảo vệ này và mạch lọc tiếng này. Chạy xòa LGV kép. Rất là chất lượng luôn nhá. LGV kép này, máy LGV kép thì anh em biết rồi. Tiếng rất là sáng luôn. Đây cùng nguồn đây nhá, đây nguồn bù áp này. Nguồn bù áp chạy 80V và 40V. Rất là chất lượng. Đấy, con máy đầu tiên em xin giới thiệu đến các bác đó. Máy HLA 400 nhá, chạy 16 sò, mặt phay nhôm. Màu đen rất là đẹp. Máy cực kỳ chất luôn nhá. Tiếp theo em xin giới thiệu đến các bác một sản phẩm tiếp theo, đó là đẩy Donsi FB 350, mặt phay nhôm rất là đẹp. Hai hàng nét nháy theo nhà rất là đẹp nhá. Chạy 16 sò LGV kép, máy class H, 6 tụ 100V 6.800 nhá. 6 tụ 100V này. 100V 6.800 nhá. Nguồn rất là dày. Hai nguồn dày nặng. Chạy 16 sò LGV kép, máy class H. Rất là đẹp. Máy còn đẹp trong nanh nhá. Đây. Máy còn đẹp, rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một con máy LA400. Máy LA400 thì anh em chơi audio thì anh em cũng biết rồi. Máy LA là cái dòng máy rất là khỏe. Máy LA Zindio AS600. Con này chạy 12 sò Toshiba. Chạy 4 tụ 63V 12.000mi nhá. Máy cực kỳ đẹp. Đẹp và chất. Đẹp. Mạch nó đẹp như mới luôn anh em nhé. Chưa thấy con nào đẹp như con này. Chạy 12 sò anh em vá thoải mái. Một đôi full 30 côn 76 nhé. Thoải mái luôn. Dư sức vã. Tiếng cực kỳ sáng luôn nhé. Cực kỳ sáng và khỏe. Dòng máy LA này thì quá là chất rồi. Anh em chơi audio thì ai cũng hiểu. Máy LA rồi. Tiếp theo em xin giới thiệu đến các bác một sản phẩm tiếp theo. Đó là con đẩy Katao FB8000. FB8000 nhá. Đấy, nét hơi yếu. FB8000 chạy 20 sò Toshiba. Nguồn của nó rất là khủng khiếp. Nguồn của nó phải được 20 phân.
20 phân, hơn 20 phân nhá. Rất là chất. Máy chạy mạch clap cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp. Chạy 8 tụ 63V 10.000 mi nhá. Mạch miếc còn rất là đẹp. Sạch đẹp hết cho anh em nhá. Đây ruột máy đây anh em nhá. Máy FB8000. FB8000. Dòng dòng đẩy quá là chất luôn. Tiếng thì đảm bảo cho anh em là cực kỳ hay. Ok. Tiếp theo là đẩy LA600. Số lượng có 3 con nhá. Mặt phay nhôm, toàn hàng mặt phay nhôm hôm nay. Về toàn mặt phay nhôm đẹp, đẹp long lanh. LA600 có 3 con nhá. Đấy, nguồn khoảng 18 phân. Nguồn khoảng 18 phân chạy 28 sỏ. Đây, chạy 28 2 3 4 5 6 7 4 7 28 sỏ. Chạy 8 tụ. 8 tụ 63V 10.000 mi nhá. Máy cực kỳ chất, đẹp luôn. Anh em nào lấy liên hệ nhá. Zalo, số điện thoại Zalo em sẽ để trên video, dưới góc video nhá. Anh em xem hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày một phát triển. Cảm ơn anh em nhá. Tiếp theo em sẽ giới thiệu một sản phẩm hai con đẩy cực kỳ khủng, khủng nhất trong lô hiện nay. Ngày hôm nay về nhá, khủng nhất trong lô ngày hôm nay về. Đây chính là con đẩy H5001. H5001 mặt phay nhôm đẹp như mới. Chạy hai nguồn biến áp cho hai kênh riêng biệt. Đấy, chạy 48 sò anh em nhá. 4 quả tụ rất là cao. Cao khoảng 15 phân. Rộng khoảng 4 cm. Tụ quá là khủng khiếp luôn. 48 sò hai nguồn rất là cao nhá. Máy nặng khoảng 40 cân. Nguồn rất là cao luôn. Anh em mà chơi phun đôi 40 côn 76 thì quá là chất luôn. Máy vẫn còn đẹp long lanh nhá, đẹp long lanh hết cho anh em. Nguồn rất là vĩ đại, anh em chơi an tâm tuyệt đối. Đây, mạch miếc còn rất là đẹp nhá. Có hai cái quạt tỏa nhiệt rất là khủng khiếp. Máy khủng, quạt cũng rất là khủng. Mạch của nó đây. Em quay vào buổi tối nên là nó không được rõ cho lắm. Anh em thông cảm nhá. Nhưng mà hàng về thì phải thông báo cho anh em để anh em biết. Anh em biết để anh em còn ủng hộ. Tiếp theo là một con đẩy nữa. Một con đẩy cũng 48 sò. Khoảng 40 sò trở lên. Thì nó làm cái tỏa nhiệt úp này em cũng chưa tháo ra xem. Nhưng nó chạy khủng hơn cái con H5001 này nhá. Nguồn to hơn. Nguồn to hơn, hai cục nguồn to hơn nhá. Hai cục nguồn to hơn rất là nhiều. Và cao hơn. Cao hơn nhá. Máy chạy chắc khoảng 40 đến 50 sò gì đấy. Chạy hai quả tụ rất là lớn luôn. 15 phân gì đấy. Mặt phay nhôm rất là đẹp, mang thương hiệu Alpha 5 nhá. Rất là đẹp luôn. Anh em chơi full đôi 40 thì thoải mái luôn nhá. Quá là nghĩ mạch còn rất là đẹp. Không biết chạy class H hay là class gì, máy tỏa nhiệt nó úp như thế này. Anh em không thể nhìn thấy sò luôn. Nhưng cam kết cho anh em là khoảng 40 sò trở lên nhá. 40 sò trở lên. Máy quá là chất luôn nha. Giá thì cực kỳ đảm bảo cho anh em. Đến với Mai Tuyến Audio thì anh em không phải lo ngại về giá và chất lượng. Bên em cam kết chất lượng, bảo hành uy tín và giá cực kỳ ok cho anh em. Em sẽ quay chi tiết lại một lần nữa, sau đó em sẽ kết thúc video.
anh em lấy cái gì thì hãy liên hệ nhau, em qua Zalo em sẽ gửi chi tiết hình ảnh. Rất là đẹp luôn, những cái mẫu đẩy hot nhất trên thị trường hiện nay, với những cái dòng class cực kỳ hay luôn nhá, tiếng cực kỳ hay. Anh em xem video hãy nhớ đăng ký kênh, anh em mới thì hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào like để nhận like để em biết được những anh em nào đến xem video của em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhé.